quá, thế là đang ngồi đợi xong cái clip này thì mình có mang cái mấy con mô bin sườn ở đây, và mình sẽ chia sẻ với một số các anh em về cái cách thức đo kiểm cái mô bin sườn đó. Thì theo như mình được biết thì cũng có rất nhiều anh em thợ là sửa, có thể là sửa lâu năm này nhưng còn chưa biết cách đo cái mô bin sườn này, thì cái clip này thì mình cũng sẽ chia sẻ với anh em, đặc biệt là những anh em mới vào nghề hoặc là những anh em mà đang có dự định là muốn học nghề hay là tự làm ở nhà nhé. Đó, thì ở cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ với anh em cái cách đo kiểm mấy con mô bin sườn ở đây. Và cái cách thứ hai nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho những anh em là muốn độ cái bộ điện này của mình sao cho nó đánh được khỏe nhất, cái phương pháp nào mà ngon lành nhất, đảm bảo nhất để cho anh em, nó sẽ tối ưu nhất cho anh em, giá thành ok nhất cho anh em để anh em có thể gắn vào xe. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đo kiểm đã, để xem là ở đây thì mình có hai cục của Zim, hai cục của thằng Yamaha đó. Thì thường là điện của dòng Yamaha nó cũng rất là khỏe anh em nhé. Thì bây giờ là mình sẽ so sánh giữa mấy cái cục này thì để xem là cái cục nào nó sẽ phóng điện khỏe nhất. Đó, thì giới thiệu với anh em, đây là mình sẽ có một cái cục của thằng Zim Thái. Đó, cục này rất là cũ lâu năm này. Đây là mình sẽ có một cái cục của thằng Zim Tàu. Ở đây cái cục mà ở đây thì mình có một cái cục của thằng Novo. Ở đây là mình sẽ có một cái cục của thằng Sidious. Đó. Thì đơn cử nhất là ở đây là mình sẽ có hai thành phần, thứ nhất là Honda và Yamaha. Thì thằng này là của thằng Tàu thì nó cũng làm theo kiểu của thằng Honda. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em đo. Thì ở đây là mình có cái đồng hồ Victor 890C cộng, thì những cái clip lần trước thì mình cũng hay chia sẻ với anh em cái con này mình dùng cực kỳ tin tưởng, cách đo đạc nó dễ mà chuẩn. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em đo kiểm cái thằng mô bin sườn ở đây. Thì trước tiên này, muốn đo được thằng mô bin sườn ở đây thì anh em sẽ phải quay sang cho mình cái thang đo thông mạch. Đó, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cách đo nhá. Thì thường là anh em sẽ để cái thang 2K ở đây đúng không ạ? Ok, thì bây giờ là mình sẽ đưa nó về cái thang 2K. Đây là 200 ohm mà thôi. Đó. Thì trước tiên là anh em sẽ phải đo kiểm cho mình xem là cái dây này nó của các bạn nó có chuẩn không nha, nó có báo chuẩn không nha. Nếu như nó báo mà sai ấy, thì có thể là anh em phải di lại cái chân ở đây cho nó tiếp xúc tốt này. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ thử trước đi. Đó, nó không có trở luôn anh em nhé. Nó về không như này là không có trở nhé. Đó, đây là mình sẽ thử lại này. Như này là có trở này, đó. Và anh em sẽ giữ một lúc cho mình, đó, nó về không như này có nghĩa là cái dây này cực kỳ ngon, không có trở luôn. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ đo trước cái cục của thằng Zim Tàu xem là nó sẽ như thế nào nhá. Đây, để đo được cái cục của thằng Zim Tàu ấy thì anh em sẽ đo cho mình như này. Anh em sẽ cắm cho mình cái đầu đỏ vào đây. Đó. Và bây giờ anh em sẽ đo nó vào cái thân sắt ở đây. Đó. Đó, anh em thấy cái đồng hồ nó vẫn báo o, nó không lên đúng không ạ? Đó, nó báo o như này nó không lên thì có nghĩa là ở cái thang 2K này là cái đồng hồ nó sẽ không đọc được cái chỉ số anh em nhé. Đó, nó sẽ không đọc được cái chỉ số. Thì bắt buộc là anh em sẽ phải quay cho mình sang cái thang 20K ở đây. Đó, nếu như cái thang 20K ở đây mà nó không đọc được chỉ số thì bắt buộc anh em phải đưa nó lên là cái thang 200K đây nhé. Đó, thì mình dí vào đây này. Đây, hiện giờ nó đang báo là 3,49. Ở dưới này nó có chữ là kilo ohm. Đó, thì anh em có thể đọc cái chỉ số đây là anh em có thể biết được rồi. Đó, 3,49. Ok, bây giờ là mình sẽ để cái cục của thằng Zim Tàu ở đây. Đó, và bây giờ là mình sẽ thử đo một cái cục của thằng Sega, của thằng Yamaha, là thằng Novo, để xem là nó có khỏe hơn cái cục của thằng xe tàu này nhiều không nhá. Đây là mình sẽ cũng kết nối như thế. Và bây giờ là mình sẽ đo. Nó ra là 8.21 anh em ạ. Đó, anh em phải giữ một xíu nhá. Đó, 8.20. Đó, nó có thể dao động 8.20, 8.21 thì gọi là 8.20 đi. Rồi, xong cái cục của thằng Novo. Cục này cục xịn luôn anh em nhá. Ở đây nó có chữ Mozik. Đây là cục này cục xịn luôn này. Thì cái cục này là mình sẽ tháo ở cái con CDS ra để đo kiểm cho anh em coi.
thằng Sirius với thằng Jupiter thì nó sẽ là giống nhau anh em nhé. Anh em cũng đo như vậy. Rồi bây giờ anh em sẽ dí mát đây. Thằng này khỏe hơn của thằng Novo kia luôn. Thằng này là 8.36 anh em ạ. Đó, 8.36, nó đứng im 36 luôn. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ chuyển sang đo cái thằng Diêm Thái xem là thằng Diêm Thái thì nhiều anh em có nói là cái cục này rất là khỏe. Thì bây giờ là mình sẽ kiểm chứng luôn là xem cái cục này nó sẽ khỏe đến đâu và nó sẽ như thế nào. Rồi bây giờ là mình cũng sẽ cái vòi này nó rất là dài anh em ạ, nó dài như con rắn này, nó lâu năm quá rồi. Mà cái cục thằng Diêm Thái này nhá. Đây bây giờ là mình sẽ cho anh em coi luôn này. Ở đây nó sẽ có một cái vòi rất là dày này, to này. Ra đến đây nó lại có một lớp nữa này, ra đến đây lại một lớp nữa. Đó, cái dây này mới là dây ngon này. Nó tính ra nó là ba lớp vỏ luôn. Cái thằng này cách điện cực kỳ là ngon. Rồi bây giờ là mình cũng lại cắm cái dây đỏ vào đây. Để ra kia. Đó, thì bây giờ là mình sẽ dí vào mát nhá. Đó, thằng này nó ra 12.36. 12.36 anh em ạ. Đó, thì anh em đã thấy là cái cục này nó sẽ phóng điện nó khỏe gấp rưỡi cái cục của thằng Sirius. Đây là cục của thằng Sirius. Thằng Sirius này nó ra là 8.36 thì phải. Mình nhớ không nhầm là 8.36. Mà thằng này nó đưa ra là 12.3637. 12.37 anh em ạ. Nó sẽ dao động, nó cộng trừ 36 hay 37 thì nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà đại đề là nó đứng im ba cái số đầu kia là ok. Đó. Rồi, bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm về một số cái anh em là như sau. Thì có rất nhiều anh em là đã mua những cái dây độ của thằng NZK hay là những cái dây của thằng, mình cầm cái cục này ngắn cho nó tiện này. Những cái dây này chứ. Những cái dây của thằng NZK, dây gọi là dây tăng áp anh em nhé. Đó. Và của thằng thằng của thằng gì rồi, Koji, của thằng Koji của Malaysia đó. Đó thì nhiều anh em mua về mà đã gắn lên xe thì anh em có cho rằng là nó vẫn không khỏe hơn, mặc dù là cái dây cũng rất là khá là đắt nha anh em nhé, nó không khỏe hơn bao nhiêu cả mà hầu như là anh em không thể nhận ra. Đó thì nó đây mình sẽ cho luôn anh em thấy luôn. Ví dụ như cái dây này. Đó, anh em tháo ra, anh em bỏ cái dây này đi và anh em mua một cái dây độ nữa anh em cắm vào, anh em xoáy như này vào. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ giải thích luôn là tại sao là tiền mất tật mang mà nó không khỏe. Mình xin chia sẻ luôn là cái dây ở đây nó không giải quyết được cái vấn đề là nó điện nó phóng ra khỏe hay yếu anh em nhé. Đó, cái dây rẻ tiền thì nó sẽ có trở và cái chất lượng của cái dây đồng nó đưa ra nó không được ok cho lắm. Thì nó sẽ có thể là yếu hơn một xíu. Và cái dây đắt tiền thì cái lõi dây đồng nó to. Cái lõi dây đồng nó ở đâu? Nó ở trong này này anh em này. Nó ở trong này. Cái lõi dây đồng của nó to, nó sẽ tốt thì nó sẽ có trở kháng, ít thì nó sẽ đưa cái dòng điện ra là tuyệt đối, nó không bị hao hụt trên đường dây. Đó, nhưng mà cái đấy thì anh em không thể phát hiện ra được luôn. Còn cái cơ bản nhất là anh em phải xử lý thằng này. Cái thằng này nó phải ngon. Nó phải khỏe thì nó mới đưa được cái dòng điện đưa vào cái buji của các bạn, nó đánh một cách triệt để. Và nó đánh một cách triệt để như thế rồi thì nó sẽ sinh công triệt để. Thì cái đồng nghĩa với cái việc như vậy là cái xe của các bạn nó sẽ bốc lên. Đó. Đấy là cái xe zin anh em nhá. Còn một số mà anh em mà đã độ lên rồi, ví dụ là xe 100 độ lên 110 hay là độ lên 125 hay thậm chí là móc full luôn. Móc full của cái thằng way zin luôn. Đó, thì vẫn là cái con mobin ở trên cái xe của các bạn thì nhà sản xuất nó đưa ra, nó thiết kế ra là 8 chấm mấy đó. Thì bây giờ các bạn đưa ra một cái tỷ số lén nó lớn hơn như thế thì các bạn phải thay cái cục này đi, độ cái cục này lên để cho nó khỏe. Đó, thì các bạn không độ cái cục này lên mà các bạn ấy cứ đi mua cái dây này về, vẫn là cái cục này, đi mua cái dây này về thì nó vẫn là bằng không anh em nhé. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm về cái cục của thằng Jim Thái đây. Đó thì trên mạng thì cũng rất nhiều anh em có khen cái cục này nó khỏe, thì mình cũng công nhận khi mà đo đạc như thế này nó đưa ra cái chỉ số như thế là khá là thuyết phục. Đó
và một số anh em là cũng có săn tìm. Theo như mình được biết là những cái cục như thế này này ở trên mạng giao bán là từ 500k cho đến 7 800k, 7 800 ngàn này, một cái cục này. Mà bây giờ nó cũng rất là hiếm, để mà kiếm được một cái cục đẹp thì cũng rất là khó. Ví dụ như cái cục này của mình này, nhìn nó bẩn bẩn như này thôi nhá, đó, cái nước mạ ở đây của nó còn chưa bị gì luôn. Đấy. Mặc dù là cái dây này trên xe người ta là chuột chứ nó cắn nó, nhưng mà nó vẫn cứ ngon anh em ạ. Đó, ngày trước thì mình hay tích những cái cục này và mình bán cho một số anh em mà có ham mê về xe thì mình hay bán cho anh em. Còn duy nhất cái cục này thì mình còn sót lại, mình định là gắn vào xe mình nhưng mà mình còn chưa có thời gian để mình gắn, thì hôm nay là mình lôi ra mình làm clip cho anh em luôn đó. Thì mình cũng xin chia sẻ thêm với một số các anh em nào mà muốn tìm mua những cái cục như này ấy. Hiện tại bây giờ trên thị trường đang rất là khó tìm anh em nhé đó, mà những cái cục này nó lâu năm rồi nó cũng bị hao hư theo thời gian, thì mình sẽ chia sẻ thêm với một số các anh em là sẽ đi tìm mua cho mình một cái cục như này, nó rất là ok này, khỏe hơn cục này luôn. Mình đảm bảo luôn là nó khỏe hơn cục này, khỏe hơn của cục Xtra luôn đó. Thì nhiều anh em có nói là cái cục của thằng Diêm Thái với cục Xtra sẽ khỏe hơn cục Diêm Thái một xíu thôi đó, nhưng nó không khỏe hơn nhiều đâu, là hai cục này là vô địch về những cái dòng xe thời ngày xưa. Thì bây giờ anh em sẽ tìm mua cho mình ra ngoài hãng Honda, anh em sẽ tìm mua cho mình một cái cục như thế này này của cái xe Everest hay là những cái xe Vision đó. Thì nó cái cục của Everest với cục của Vision thì nó sẽ tương tự giống cái cục này đó. Để nếu mà anh em về mà lắp vào cái xe Grand Pha thì lắp được vừa luôn anh em nhé, lắp vừa luôn kể cả từng cái lỗ này đó. Còn nếu như anh em mà lắp sang cái xe Jim ấy thì anh em sẽ làm như này cho mình, anh em có thể là mua một cái cục rẻ tiền này này, cục này rẻ tiền thì nó không đáng bao nhiêu tiền đâu, thì anh em mua về điểm gì anh em sẽ lấy cái xương ở đây ra, hoặc là để làm như thế này cho mình là ok nhất này. Anh em sẽ ra cái quán sửa chữa xe máy ấy, xin một cái cục mô bin sườn của Jim cũ mà cục cháy cục hỏng vứt đi ấy. Đó thì về anh em sẽ lấy cái máy mài, anh em sẽ tẩy cho mình cái mũ đây này, và anh em sẽ đóng cái chốt này ra, vứt cái bộ này đi, anh em chỉ lấy đúng cho mình một cái sắt cong ở đây này. Đó, cái sắt cong này, cái chiều dài của cái lỗ này nó vừa luôn với cái chiều dài của cái lỗ ở đây. Ở trên cái xe Ablet hay là con xe Vision là cái chiều lỗ này nó sẽ là như nhau anh em nhé. Và nó chỉ có khác thêm một cái nữa là gì, nó khác thêm một cái nữa là ở đây nó sẽ có thêm một cái chân nữa đây đó. Thì đây là nữa là cái chân dương của cái dây đen sọc vàng đó, thì nó sẽ cắm vào chân này. Ở đây nó sẽ có một cái chân nữa màu xanh là cái chân mát, thì cái chân mát đây anh em sẽ đấu luôn một cái dây điện đối vào đây và sau đó anh em vặn ốc vào đó, thì là nó sẽ là tiếp mát khung luôn. Và cái chỉ số của nó đưa ra là theo như mình đo đạc ở trên những cái xe ga của thằng Ablet hay là của thằng Vision thì nó đưa ra là 15 chấm mấy đấy, gần 16 chấm luôn đó. Thì như thế nó rất là khỏe, nó phóng điện cực kỳ là khỏe anh em nhé. Đó, nếu như anh em mà muốn độ cho mình lên cái bộ điện mà nó khỏe, nó phóng lửa khỏe, đánh triệt để thì anh em sẽ có thể làm cho mình như thế là rất là ok. Đi mua những cái cục như thế của những cái xe đời mới bây giờ nó rất là sẵn. Đó. Còn những cái cục này của thằng Honda Jim Thái ngày xưa ấy, nó cũng rất là khỏe, nhưng mà bây giờ theo thị trường bây giờ là cũng rất là khan hiếm này. Đó, thì cũng rất nhiều anh em đi săn tìm những cái thể loại này thì nó đắt đỏ, nó khan hiếm đi rồi. Thì anh em sẽ có thể chuyển qua những cái cục của thằng Ablet hay của thằng Bison. Đó, rất là khỏe anh em nhé. Còn có một số các anh em là có gọi điện cho mình là anh em đã mua cái cục này của thằng Attila Victoria hay là Attila Elizabeth, thì những cái xe đấy là của nó là phân khối của nó là 125, thì anh em nghĩ là 125 nó rất là khỏe. Nhưng mà kỳ tình ra là khi anh em đo thì mình cũng có thử nghiệm là mình đo nó chỉ bằng cái cục này thôi anh em ạ. Đó, và cái xe Jim Việt đấy, cái xe Grand Pha đời mới bây giờ ấy, thì cái cục của thằng Honda thì nó cũng đưa ra nó chỉ bằng này thôi, 8 chấm mấy thôi anh em nhé, chứ nó không được cao như cái thằng Jim Thái ngày xưa này đâu nha anh em nhé. Đó, thì bây giờ anh em sẽ kiếm cho mình cái cục của thằng Ablet anh em nha. Ablet 110 cũng được. Ablet mình đã đo con Ablet 110 nó rất là khỏe rồi. Còn con 125 ấy thì mình cũng chưa có dịp để đo thì không biết là nó có khỏe hơn thằng 110 hay không. Thì nếu như anh em nào mà có sẵn ở đấy thì anh em có thể đo kiểm và anh em có thể comment ở bên dưới để cho anh em cùng biết nhá anh em nhá. Đó, thì cái clip của mình đã xong rồi. Đó, thì cái cách thức đo cái con này cũng cực kỳ đơn giản, và cái kích thước độ cái con này lên xe cũng cực kỳ đơn giản.
Đó, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi cái clip của mình. Chúc anh em thành công.